À, các bạn quay trở lại trên bảng đi. Chỗ nào mình chia không được thì mình nhìn lại. Như vậy cái đề của mình hôm nay nó giống hôm trước nhưng mà thay đổi thành 3.330. Đó, cho nó dễ thấy. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có những cái vấn đề gì chúng ta cần quan tâm. À, khi cái bài của hôm trước của chúng ta chia 30 trước là để cho nó dễ, các bạn dễ nhận thấy, dễ chia. Như vậy chúng ta chia 30 thì chúng ta lấy 5 bit ở phần hot và chúng ta lấy 5 bit, còn lại tất cả các bit kia là mình lấy ở phần net, này là subnet. Như vậy thì mình lấy mạng đầu tiên của 30. Tiếp theo mình lấy 300 thì mình lấy 9 bit ở phần 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 hot, phần hot, còn lại là phần net ở đây. Như vậy thì mình sẽ lấy mạng đầu tiên của 300, đó, mạng thứ hai của 300. Như vậy thì các bạn dễ chia ha, đây là bài hôm trước. Rồi đến 2000, 2000 thì ở đây mình lấy 11 và chúng ta cũng lấy mạng thứ hai của 2000. Nhưng nếu mình nhìn kỹ lại IP mà chúng ta sử dụng 172.16.0 và đến .16.0 là chúng ta đã lấy được 30. Nhưng mà ở đây chúng ta lấy 300 là chúng ta lấy từ 172.16.2. Vậy thì 172.16.1 hoặc là từ .0 đến .31 cho đến 172.16.1.254 là mình bỏ trống một cái khoảng rất là dài và nó sẽ là phí, ha, lãng phí cái IP của mình. Tương tự như vậy từ 300 mà đến 2000 thì ở đây mình chỉ lấy 172.16.3 thôi. Như vậy từ chấm 4 cho đến chấm 7 mình đã bỏ trống một cái khoảng rất là lớn. Rồi ra. Cho nên là trong hệ thống mạng, cái đây là mình chia để cho các bạn dễ chia. Các bạn sẽ nhìn được những cái lớp mạng đầu nó dễ chia. Vậy bây giờ mình sẽ chia ngược lại ha, đây là đúng theo quy chuẩn mà chúng ta chia subnet có nhiều mạng con có số hot khác nhau trong cùng một mạng. Thì chúng ta sẽ chia mạng lớn trước 3000. Như vậy mạng lớn của chúng ta 3000 thì chúng ta cần 12 bit ở phần hot. Và đây là 12 bit, bên này 8 thêm 4 nữa là 12. Và chúng ta sẽ lấy mạng con đầu tiên. Như vậy mạng con đầu tiên là 4 cái bit subnet này là 000. Là mạng con đầu tiên của 3000. Và đây là địa chỉ mạng con cuối cùng là 172.16.15.254. Đây là của 3000. Và chúng ta chia tiếp 300. Như vậy chúng ta thấy ở đây là chấm 15 thì cái mạng con tiếp theo mình cần dùng là 16. Chấm 16. Vậy thì mình sẽ gõ số 16 đây trước. Để mình xem thử là cái địa chỉ 16 này là nó ra bao nhiêu. Được chưa? Như vậy thì ở chỗ này khi mà chúng ta dùng 16 thì chúng ta dùng 9 bit ở phần hot. 9 bit ở phần hot là nó ra 510. 510 là nó bao được 300. Như vậy chúng ta dùng 9 bit ở phần hot thì phần subnet mask của chúng ta 9 bit ở phần hot là bit 0. Và các bit ở phần net là bit 1. Và chúng ta nhìn thấy ở đây là chúng ta sử dụng mạng con này của 300. Đây là mạng con thứ mấy thì các bạn cũng có thể tính ra mạng con thứ bao nhiêu của cái sub 300. Nhưng chúng ta cũng không cần quan tâm lắm. Chúng ta chỉ cần biết là mạng con này nó sẽ bắt đầu từ IP 172.16.0 là được. Bởi vì đây là 15.255 là địa chỉ quảng bá của mạng 3000. Vậy thì IP tiếp theo mình dùng là 16.0 là không bỏ phí một IP nào cả. Không bỏ phí bất kỳ một IP nào, nó liên tiếp luôn. Rồi tương tự như vậy, khi mà mình dùng đến đây 300 thì đến 172.16.17.255 là địa chỉ quảng bá của cái mạng con 300 mà mình đang dùng. Vậy thì địa chỉ tiếp theo của mình là chấm 18. Vậy mình xem thử chấm 18 là nó ở đâu. Đây, chấm 18 đây.
Vậy 18 mà mình đang cần là 30 hop thì cần 5 bit ở phần hop. Vậy chúng ta sử dụng 5 bit ở phần hop, còn lại từ đây màu đỏ này nè là phần net ha, subnet. Vậy địa chỉ của subnet mask thay đổi lại là 255.224. Rồi, tương tự như vậy thì chúng ta sử dụng mạng con đầu tiên là chúng ta sử dụng cái subnet này nè. Đó, để cho nó ra được 18. Đây là 17 thì xuống đây là 10, 18, nó liên tục, nó không mất IP. Và chúng ta đưa con số này vô đây thì mạng con của chúng ta đầu tiên là 172.16.180. Địa chỉ đầu là 18.1 và địa chỉ cuối là 18.31. Đó, như vậy các bạn nhìn tổng quan lại từ 16.0 đến 16.15 và mạng tiếp theo là 16.16 đến 16.17. Mạng tiếp theo là 16.18. 16.18.31. Như vậy thì nó sẽ không bị mất cái IP của chúng ta. Ha, khi mà các bạn chia một cái mạng mà nó có lớn nhỏ thì mình chia lớn trước rồi mình chia tiếp theo nhỏ dần thì nó sẽ tiết kiệm IP mà người ta đã phân bổ cho chúng ta là 172.16.0.0-20.14. Như vậy cái này là xiệt 20, cái này là xiệt 23, cái này là xiệt 27. Đấy, như vậy đó là cách chia IP mà chúng ta sẽ sử dụng triển khai hệ thống mạng thực tế. Dễ tìm không? Như vậy cái quan trọng chỗ này là mình kết thúc 15 nè. Thì mình sẽ mong muốn rằng cái mạng tiếp theo của mình là 16. Vậy thì mình gõ số 16 để mình tìm được cái subnet của nó. Và kết thúc là 17 thì mạng tiếp theo của mình cần là 18. Vậy thì mình gõ 18 để mình tìm được subnet của nó. À, như vậy thì rất là dễ để chúng ta chia mạng con. Đấy chưa? Đó là cái cách mà chúng ta chia mà dễ tìm, dễ tính. Mạng con của chúng ta 3.330. Tương tự như vậy, các bạn có nhiều cái mạng con khác nhau thì các bạn sắp xếp chia mạng con lớn nhất trước, có số hot lớn nhất trước.